khoảnh khắc nào ba nhận ra mẹ đã già? Có lẽ là mẹ từng tự hào vì mắt sáng nhất nhà, nay cũng đã phải đeo kính vì mắt mẹ càng ngày càng nhòe đi. Hay đi làm xa về, mẹ không xách nổi hành lý mà bạn mang theo nữa. Bây giờ đó hả con? Đi đường có mệt không? Mẹ để con. Thế để mẹ mang cái này cho. Hóa ra siêu nhân của bạn cũng không chiến thắng nổi thời gian. Đừng để đến lúc đó rồi bạn mới chợt nhận ra mẹ già rồi. Đã đến lúc mẹ cần nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân của mình. Mẹ dùng tuần tự từ toner, serum, sữa dưỡng, kem trị nám là sau 3 tuần á, da mẹ sạch nám, trẻ đẹp như gái 18 luôn. Bố chị, thôi trẻ đẹp như chị là được rồi. Hạnh phúc của mẹ đơn giản lắm. 8 tháng 3 này, Puderma có rất nhiều combo quà tặng chất lượng. Hãy để Puderma thay bạn gửi tới mẹ món quà ý nghĩa và thiết thực nhất như một lời tri ân cho những hy sinh cao cả mà mẹ đã dành cả đời vì chúng ta. Puderma, thay lời yêu thương.